Chú làm ơn vô tiên thần Lộc, nói cho tôi lên sân,
và đem đến cho vợ chồng đích tăng phò và gió gạo mới xào hương. Dạ thưa bà Năm, cậu lập kẹt cánh bài và rút dài đứng ở thiện. Rút cánh bài, rút bá thiện. Rồi còn hầu tiếp một cô phích lão thần viên. Trời, nó hư thật sự rồi. Thôi, tôi về dưới tàu danh. Dạ quan, cho phiên bà Năm đừng dội bó đi đâu. Khi cho được nó làm, cậu lộc ra sau khi gặp mặt mới tận tầng. Chớ lẽ nào vô tình khi nghe nó đồ như vậy. Tôi chắc rằng thằng lộc đã lưng thân nên quá sốc nhau bàn hoàng tức cảnh. Tạo thấy mặt con mà không dành hắn dành. Đôi sách chuyển buồn nên tôi phải đi ngay. Kìa, những gì thấy ra mà căn phòng ngắn lộn. Còn má từ đây mà bếp núi nằm lộn xộn. Dạ mà mới giờ đi ra khỏi cửa. Rồi chắc là bà già hờn dẫn từ đây. Bếp núi, dạ, mau chạy theo kêu bó tôi thở vào nhà. Dạ, sẽ càng nhức về và bà càng đổ tính hơn ai. Kìa, sao cậu nói chi lời lẽ anh với mẹ già. Hãy cái gì mà xem vào chuyện giá trình của tôi. Tôi là thông ngôn ông cò ba rứt, thầy giáo danh của nước. Anh Danh! Rồi, tôi nhớ rồi. Sao mình giỏi á? Thôi, nghe cậu mà cậu còn sống tiếp. Tôi đem cua gì? Chào cậu. Được, tao cho cò ba rứt bắt mày. Dạ thưa cậu, có bà Năm trả lời nè. Kìa, tưởng đâu là nó về luôn rồi chứ. Anh lẽ nó về rồi. Nhưng nghĩ lại con bác hư cũng là có. Ai nói bác hư đó? Bộ má tin con sao? Tin chứ. Không tin thì má đâu có trở lại đây. Nè, bữa nay gần ngày tư ngày Tết, sợ tóc tụi con không dám về dìu dư tứ không yên. Nên má đem cho tụi con một giỏ gạo mới xào hương. Đi chiều ba mươi Tết vợ con nói trên bà rồi nghĩ lại anh hận nhớ nhà thương ba. Gạo nẻ thì còn thiếu gì mà đem anh chơi cái mất công gì nữa. Nhưng mà cười vậy ai không biết có tiền là có gạo. Nhưng má sợ nhiều khi con có tiền dư cũng không kiếm đâu ra vỏ gạo tàu ma ngàn. Sở thú thiếu về tổng cái này lại thích.
Thank you.
Dạ lỡ rồi xin xe thương tình, tại vì
cho dựng mâm năm đồ. Ai đi ăn trong cái nhà hát cái hồ mày được lắm. Ai đó? Ai đó? Tôi giúp tôi. Tôi mệt lắm. Ai đó? Tôi đây. Bây giờ. Trời ơi, cô tin lang thang cảm gió. Tôi định nhỏ cái vô nhà luôn chứ không? Qua, cái kéo. Giờ chở cậu đỏ đi qua cậu lộc đánh bài. Xe tôi có người à. Cứ về đi. Anh ta là anh ta là anh ta là anh ta là chết chưa? Chết chưa? Cậu ơi, nó đổ trận luôn. Nó dù phồn lắm nha, coi chừng nó trả thù à. Chết. Phan, tôi xin hứa không trả thù chém giết mà còn cảm ơn tốt nghiệp kia. Cô có biết tôi là cô cọp không?
còn hòa thiên tử khi tư còn mà yên hạnh phúc hơn là đặt hết niềm tin vào kẻ hối trong bội nghĩa Yeah, my boy.
tôi đó vô này đắp bắp cho tôi rồi tôi
thật xa hơn. Do ai không quý vạn chương tâm đâu, mà cô làm như vậy không sợ tiếng này chê thật yêu thương.
máu tôi thoát thác, quay cái giống máu của mẹ cha tôi đã kết tụ bằng thai. Tung leo lên cột nè, tôi muốn vươn cao, cao hơn các lộc cao chót vót của đô thị này đấy. Để hướng mắt nhìn về quê hương, tìm bóng nâng cao ruộng lúa, bờ ao rột mát bóng vườn. Tôi nhớ lưỡi tre xanh, tôi mơ đàn cò trắng, và tôi muốn gặp mẹ tôi. Mẹ đây đường phố Sài Gòn đâu của mẹ. Tôi thấy rồi, những con chim bay quanh những cô thôn nữ đó, và tôi nghe mà tại chúng ta. Tôi nghe tiếng hát tiếng hò bà bạc quanh tôi. Mẹ you
nhằn. Yeah.